gì tôi đang đi. Chà, cái gì cũng từ từ, đường xa rộng rãi sao bà không đi? Tự nhiên trái đi sau lưng tôi cũng gọn gàng rồi, đi chàng ràng trước mặt người ta. Cái bà này giữ gì mà giữ gì. Em chào chị, em mới tới. Thiệt tình. Ê, ngồi đi con, ngồi đi con, ngồi đây đi. Hai người vui quá ha. Vui gì, nhà có bốn cái ghế ngồi hết bốn chỗ. Cậu ngồi chỗ nào? Không lẽ về lên bàn ngồi chứ. Cậu, đằng kia có cái ghế nhỏ kìa. Cái ghế kia lại. Đàn ông gì đâu mà không có ga lăng gì hết trơn á. Công nhận nha, cậu Út con với là dì Thu á, chưa thấy hình là con đã nghe tiếng cãi lộn tú từ ngoài đằng xa rồi kìa. Công nhận hay thiệt ha. Thôi, ủa mà dì Thu với lại cậu Út có hẹn với nhau hay sao mà rủ nhau tới đây một lượt vậy? Trời 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 trời. Ôi trời. Nghĩ gì sao cậu cùng tới với bà? Không thân đâu. Trời ơi trời ơi. Bộ tôi muốn thân với ông lắm hả? Trời trời. Ờ không có cửa trời ơi. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời 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 ơi. Cảnh này con thấy quen lắm luôn nè. Sao quen con? Quen thiệt. Ở trong phim ấy nha, cái cặp nào á mà là quan gia mà hay cãi lộn với nhau á là hết phim thế nào hai người cũng về với nhau thôi. Nè, con nghĩ gì sao vậy? Nghĩ gì sao mà gán gì với ổng vậy hả? Dì còn muốn an hưởng tuổi già chứ dì không có muốn cầm chén à. Sao tối ngày bà cứ chù ẻo tôi hoài vậy? Tôi làm ăn không khá là do bà chù ẻo đó. Tôi còn chưa tính sổ bữa bà đánh tôi đó. Ủa, cậu cậu, vụ gì mà đánh nhau vậy? Bả đó, sớm xa sớm sát chạy ngoài đường thấy cậu, tưởng cậu đánh bại, nhào vô quýnh cậu tới tấp luôn. Con coi á, có ai vừa dữ vừa ngang ngược với bả không? Nè, cái đó là tôi chỉ đánh hờ thôi nghe chưa? Đánh hờ? Trời, đánh hờ muốn nhập viện vậy luôn á. Nhờ tôi đánh vậy ông mới chịu về, chứ không thôi hả, ông nhào vô ông đánh bài luôn rồi đó. Ừ, thua. Thua quá thua. Trời đất ơi, hai cái người này cãi lộn gần 20 năm rồi, không biết mệt hả? Thôi, ăn cơm nè. Chị, em biết chị chuẩn bị hết rồi, nên em chỉ mua chút ít trái cây thôi. Dạ, dạ em cũng mua ít trái cây để tráng miệng thôi chị. Trời ơi, thấy chưa, con nói rồi, hai người này thế nào cuối đời cũng về với nhau à. Dì coi kìa, y chang luôn thấy không? Đằng kia một bịch, đằng này một bịch, giống nhau luôn cái gì. Cố lên cậu. Lần nào tới chơi dì cũng mua trái cây mà. Con nghe Phương, chọc dì với ai dì còn ham, đừng có chọc dì với cái... Với ai? Kiếp đỏ đen là ông đó. Mất công dì bực mình, thêm vài nếp nhăn là dì già đó con. Dạ. Cái con nhỏ này, con á, con chọc với ai thì không được, chọc với người này con cứ chọc thoải mái. Cậu thích mà trái cây ngoài đường bán, mua giống nhau là chuyện bình thường, đúng không? Đúng. Thôi bây giờ ăn cơm được chưa? Dạ ăn cơm. Chị, sao hôm nay thịnh soạn quá vậy chị? Toàn đồ ăn ngon không? Nè đây, con xin giới thiệu với mọi người ở trên bàn, chị ba con ngày hôm nay chính thức thăng chức lên làm trưởng phòng, phải không mừng tôi chứ cả nhà. Thôi con nhỏ này chưa có gì hết mà. Nhỏ này nè, đúng là con giỏi quá nha. Bây giờ sự nghiệp có rồi nè, tranh thủ tính tới chuyện người yêu đi nghe không. Sao, có quen ai chưa? Dạ thôi, mấy cái chuyện này tạm thời con chưa có nghĩ tới đâu. Con nhỏ này quanh đi quẩn lại vài năm nữa là 30 tuổi rồi đó nghe. Dì Thu con nói đúng đó, công việc quan trọng, nhưng mà thấy ai được thì cứ tìm hiểu, có sao đâu. Dì thấy thằng Nam bạn hồi học đại học của con á, bữa nó ghé quán ăn phở, dì thấy nó đẹp trai, lễ phép, nghề nghiệp ổn định nữa. Dì, anh Nam á hả, theo đuổi chị ba dữ lắm luôn á, mà chỉ nở lòng nào cho người ta số ve đó. Người ta được như vậy mà chỉ chê người ta là hiền quá, không có quyết đoán, không có cá tính. Nè, cậu thấy rồi. Ông coi đi, có ai ăn chưa? Sao mà duyên dáng quá vậy? Tại tôi đói quá. Đúng rồi, ăn vô cho ốm bớt lại. Thôi tôi nghỉ ăn. Gì vậy? Gấp ăn đi em. Dạ thôi,
em quê rồi. Nè, cậu nói con nghe nè. Dạ. Hiền như vậy á, vậy con mới dễ nắm đầu được. Chứ mà cá tính quá, nó nóng lên, nó đánh con á, rồi sao? Như cái bà chằn này nè. Nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu. Bởi vậy, hỏi sao tới giờ vẫn còn ế nè. Có bao giờ hiểu được tâm lý phụ nữ chút nào đâu. Con Thư nó mạnh mẽ tự lập như vậy nè, tất nhiên là nó chỉ bị thu hút bởi những người có cá tính mạnh giống như nó thôi. Dì nói đúng không con? Dì tính làm chuyên gia tâm lý hả? Vậy là dì nói đúng rồi đúng không? Được rồi, từ nay dì sẽ khoanh vùng đối tượng. Gặp đối tượng nào đúng gu của con, dì sẽ giới thiệu cho. Thôi, hiện giờ con chưa cần lấy chồng đâu. Con muốn giống như dì vậy đó. Nhỏ này. Bậy, nó bậy không à. Con Phương nó còn nhỏ không có tính. Con với thằng Kiệt á, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Bằng tuổi tụi con á, người ta có con hết rồi đó. Thôi cậu tính vậy nè, con nghe được không? Dạ. Vài bữa nữa cậu với bà Thu ra đăng ký kết hôn. Thiệt hả trời? Thì đi chung cho nó vui. Thiệt hả gì? Cố lên cậu, cố lên cậu. Có thiệt không gì? Cố lên. Thiệt không? Con ủng hộ cậu. Nói gì á? Thì đăng ký kết hôn. Trời đất ơi, quýnh ông bây giờ á nha. Tôi nói đại á, lỡ nào xui xui bà ừ thì sao? Dì ừ đi gì? Đấm vô cửa lên. Tấn công cậu. Thôi, mấy cái đứa này.